Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với video mới nhất ở trên kênh Bà Dài TV. Bà Dài xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn ngày đầu tuần làm việc hiệu quả và luôn vui tươi, tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong video này thì Bà Dài sẽ cập nhật rất nhiều tin tức để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Đầu tiên là một cái tin rất là hay, đây là cái tin liên quan dọn đồ của mẹ con nhà Cám. Trên cộng đồng hội nhóm thì họ chia sẻ khá là nhiều, không biết là cái tin này ở đâu đồn ra. Bởi vì Bà Dài thấy Hồng Ni hoặc là luật sư Tiết Ngọc vẫn chưa là lên tiếng, nhưng mà trên cộng đồng thì họ đang chia sẻ khá là nhiều về cái tin là dọn đồ. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì trên cộng đồng có gần 90.000 thành viên, họ có chia sẻ như thế này nha quý vị. Chúc mừng bé Loan nhận tin mừng đầu tuần. Ngày hai mẹ con của con Dê đến ôm đồ, đã điểm chuẩn bị ăn mừng bà con ơi. Đọc xong cái tin này thì Bà Dài hình dung ra được có thể là cái ngày mà mẹ con của Dê dọn đồ đã được chốt rồi nha quý vị. Nhưng mà Hồng Ni hay là luật sư Tiết Ngọc thì chưa có lên tiếng thôi. Nhưng mà rõ ràng là chắc có lẽ là có thì người ta mới đồn, chứ không ai đồn mà một cách là bâng quơ như vậy, phải không quý vị cho các bạn. Và chúng ta hy vọng là sắp tới đây đó sẽ là được đón chờ một cái tin vui. Đó là phía bên kia họ sẽ mang xe đến và gom tất cả những cái đồ đạc họ đang để ở nhà của mớm và kết thúc cái câu chuyện của nhà mớm. Và họ sẽ dọn đồ ra khỏi nhà của Hồng Loan để kết thúc đi những cái câu chuyện dây dẫn trong suốt một năm qua. Và Bà Dài cũng hy vọng sắp tới đây đó, khi mà Hồng Ni trở về Việt Nam đó, thì sẽ có nhiều hơn những cái thông tin, và đặc biệt là cái tin đồn giữa tháng 6, tức là ngày 16 tháng 6 đó, là cái ngày mà tòa sẽ là xét xử. Thì đây cũng là một cái tin đồn nghe quý vị, chứ chưa là chắc chắn. Chúng ta chỉ đưa lên để cho quý vị và các bạn tham khảo thôi, chứ chưa kết luận. Chỉ chờ là Hồng Ni hay là luật sư Tiết Ngọc thông báo thì chúng ta sẽ rõ. Và chúng ta đến với cái drama này đó thì cũng hơn một năm rồi, và rất nhiều những cái câu chuyện xung quanh. Cũng có những người đến rồi cũng có những người đi, cũng có những người ở lại. Chung quy là chúng ta luôn luôn cảm thấy mong rằng là sau một năm đã qua thì Loan đã có rất nhiều thứ, từ cái sự nghiệp cho đến cái tình cảm rất là trọn vẹn. Và ai cũng muốn rằng đó, một cái kết có hậu cho Hồng Loan, đó là thắng kiện trong cái vụ là tranh giành nhà cho ở nhờ với cô Lục. Còn về cái vấn đề sao kê thì chúng ta không nhắc nhiều nữa quý vị và các bạn. Bây giờ đó thì luật sư và Hồng Ni cũng đã nói rồi, sẽ làm trong âm thầm, chứ là không công khai. Và đến khi nào có kết quả đó, thì họ sẽ công khai ra coi, chúng ta cũng không cần bận tâm quá nhiều. Hôm qua thì có một số người họ lại tiếp tục lên bài để gọi đến ca sĩ Nguyên Vũ. Không biết là sao trong cái thời điểm này đó, Nguyên Vũ chọn cách im lặng, nhưng mà họ không bỏ qua. Họ lại cứ là lên công kích và muốn là Nguyên Vũ đó phải là chứng minh được là vì sao trước kia đó làm xét nghiệm ADN của Hồng Loan và của nghệ sĩ rồi. Và bây giờ nếu như đã nói như vậy thì tại sao còn tung ra? Phải chăng là Nguyên Vũ cùng với Hồng Ni đã là bắt tay nhau để mà tung tin giả và cố tình dạng dắt dư luận? Và còn một số người họ đòi kiện luôn quý vị và các bạn. Họ nói là Hồng Ni cố tình là bước chân vào trong cái căn nhà của cố nghệ sĩ đó để là chia rẽ, để mà dẫn dắt cộng đồng như là trục lợi ở trong căn nhà này. Đây là một cái số tin đồn mà họ đồn, cũng như là họ lên họ công kích về phía Hồng Loan. Nhưng Bà Dài tin rằng là họ có nói gì đi chăng nữa thì bây giờ đó Hồng Loan vẫn là luôn luôn chiếm một cái vị trí quan trọng ở trong lòng khán giả và không thay thế được nha quý vị và các bạn. Vẫn là con gái của ông Hoàng Cải Lương và công chúa ở trong lòng khán giả rồi. Những cái thành công đối với Hồng Loan rất là tốt. Đồng ý có một phần phước đức của cố nghệ sĩ để lại, nhưng đó là một cái kết quả lâu dài mà khán giả là thương Hồng Loan, giúp cho Hồng Loan. Từ cái việc là mua hàng quá, xem MV, rồi là ủng hộ cái vấn đề đi diễn. Đó là chung quy lại nhờ khán giả, cộng đồng họ giúp cho Hồng Loan được ngày hôm nay. Một số người cũng sợ rằng là sau này đó Hồng Loan thành công rồi, có của cải rồi đó, có tiếng tăm sẽ là quên đi cái công ơn của khán giả. Nhưng mà không đúng quý vị và các bạn. Bà Dài thấy là Hồng Loan rất là biết cách đối nhân xử thế như là cách sống. Cho nên là dù sau này Hồng Loan có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là luôn luôn tôn trọng và nhớ những cái ân tình mà trong những năm vừa qua và tới bây giờ khán giả đã dành cho Hồng Loan để Hồng Loan có được ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay cũng có cái tin khá là bất ngờ từ Má Tư nghe quý vị. Má Tư đó thì lâu nay đó cũng im hơi lặng tiếng về cái câu chuyện của Hồng Loan. Nhưng mà trong khoảng là mười mấy ngày trở lại đây thì Má Tư lại lên tiếng khá là nhiều, liên tục những cái bài viết để mà nói về phía mẹ con Cám. Và trong cái dòng tâm trạng mới nhất ở trong ngày hôm nay, một cái dòng tâm trạng mà chúng ta cũng rất nhiều suy ngẫm nghe quý vị và các bạn. Đố vui đại học, cha họ Nguyễn, mẹ họ Võ, con họ Lê, vậy là con của ai? Khi mà đọc ra cái dòng tâm trạng này đó quý vị, mặc dù là không nói đến ai, nhưng mà chúng ta nghĩ ngay đến con Giang nghe quý vị.
Bởi vì gia có cha là ông Quan Thị Mính là họ Nguyễn, còn mẹ là bà Lục tức là họ Võ, còn con gia đó lại là họ Lê. Thường thường đó thì con cái sẽ là mang tên họ cha hoặc là họ của mẹ, nhưng mà trường hợp của con gia thì hoàn toàn ngược lại nghe quý vị và các bạn, không giống họ ai cả, có nghĩa là cái thân phận của con gia đến giờ phút này cũng đang là một cái ẩn số. Vậy mà con gia lại đi tìm cái thân phận cho mống. Và cách đây vài ngày đó thì con gia cùng với một cái người, đó là cái bên thứ ba để quý vị, đi xuống Đồng Nai để là xác minh cái người đàn ông được cho là cha ruột của mống. Đây là một cái điều phải nói là khiến cho nhiều người bức xúc nghe quý vị và các bạn. Bởi vì rõ ràng cô ấy là không có cái quyền gì làm cái chuyện đó. Thân phận của mớm dù có là con nuôi đi chăng nữa cũng được pháp luật và khán giả công nhận rồi, đặc biệt là của người sĩ đã công nhận rồi. Thì con gia thì không có cái quyền và cái nghĩa vụ gì để mà đi làm cái chuyện như vậy. Có thể là con gia muốn hạ bệ mớm, muốn cướp đi cái thân phận của mớm, thì mới đích thân mình đi tận xuống Đồng Nai để mà xác minh. Đây là một trong những cái câu chuyện phải nói là gây rất nhiều phẫn nộ đối với quý vị khán giả. Và đây cũng là cái trường hợp đầu tiên mà có một cái người cô lên tiếng là muốn là tước đi cái quyền làm cha của anh mình và cái quyền làm con của cháu mình với người anh trai của mình. Thì chúng ta biết là bà Lục muốn hủy khai sinh của mớm thì cũng mấy tháng nay rồi, và tòa cũng đã tiếp nhận cái thủ lý hồ sơ đó rồi, nhưng mà không biết khi nào mới phán xử nghe quý vị và các bạn. Bà Giai nghe đồn là đến tầm khoảng là ngày 16 tháng 6 là tòa sẽ thông báo chính thức cái ngày mà công khai xét xử vụ án tranh chấp nhà cho ở nhà của mớm. Đó là một trong những cái điều mà phải nói là rất nhiều người họ mong chờ để biết được cái kết quả như thế nào. Hồng Ni thì hiện tại không có ở Việt Nam. Cách đây cũng là vài giờ thì Hồng Ni có đăng như thế này: chỉ cần có người sống ở trên cõi đời này thì tất cả sẽ có thị phi. Tức giận là một cái hành động ngu ngốc, chính là lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Hồng Ni thì trong cái thời điểm này cũng không có lên tiếng nhiều nữa quý vị. Có thể là Hồng Ni cũng quá ngán ngẩm rồi. Bây giờ càng lên tiếng thì họ càng làm tới thôi. Bởi vì họ cố tình tung tin như vậy để cho Hồng Ni lên tiếng, để họ có những cái tin tức mà để họ làm từ đó để mà kiếm thu nhập từ cái chuyện phân tích của họ. Giống như tin đồn nào là rửa tiền, nào là dắt gái, nào là truy nã, đồ này nọ các thứ rất là nhiều. Cho đến bây giờ thì Hồng Ni vẫn thư giãn ở đất nước rất là nổi tiếng là bên Úc. Chúng ta biết là Hồng Ni đến với cái câu chuyện của nhà Hồng Loan thì cũng rất là tình cờ thôi, không vụ lợi, không mục đích. Và đến bây giờ cũng chính là Hồng Ni mà Loan mới có được ngày hôm nay nha quý vị và các bạn. Chúng ta cũng rất là mừng khi bây giờ sau một năm đó thì chúng ta đứng lên bảo vệ con gái của cố nghệ sĩ. Và rất nhiều tích cực đã đến, Hồng Loan đã đổi thay rất nhiều. Từ người không ai biết vô danh trở thành người nổi tiếng, có kinh tế và bây giờ đi tới đâu cũng được yêu mến. Còn bên phía mẹ con của gia thì lại trải qua những cái nó là cung bậc khác nhau. Đầu tiên thì họ là những cái người được khán giả yêu mến và tôn trọng, bởi vì họ là người thân của cố nghệ sĩ mà. Nhưng mà sau cái hành động tranh chấp cái căn nhà thì bây giờ coi như là họ đã mất tất cả. Họ đi đến đâu cũng bị tẩy chay, cũng bị la ó là hai cái từ sao kê. Đó là một trong những cái giá mà họ phải trả trong cái việc là tranh chấp tài sản không phải của mình. Phải nói là cái câu chuyện của Hồng Loan thì bà Giai có nghe nói là cuối tháng 5 và tháng 6 này sẽ có một cái buổi triệu tập lên và sẽ là một cái ngày là chốt để mà xét xử. Và trong sáng nay thì có cái tin bất ngờ thì bà Giai vừa chia sẻ ở đầu đó, coi như là chốt được cái ngày mà mẹ con Gia dọn đồ. Đây là cũng cái tin đồn thôi, bà Giai không khẳng định nghe có gì, chỉ nghe được ở trên những cái hội nhóm mà nói thôi. Và chúng ta đưa ra để mà tham khảo, để mà chia sẻ, chứ không phải là khẳng định cái chuyện là mẹ con của Gia chốt ngày dọn đồ. Có nghĩa là chúng ta cần phải đợi cái người trong cuộc như là Hồng Ni hoặc là luật sư Tiến Ngọc lên tiếng thì chúng ta mới yên tâm. Còn về luật sư Tiết Ngọc thì cũng khá là lao tâm khổ tứ trong cái đầu drama tới giờ, rất là nhiều câu chuyện của gì. Cách đây vài tháng thì có một số bên thứ ba họ đem là luật sư Tiết Ngọc ra để mà phân tích, có nghĩa là họ cho rằng là Tuyết Ngọc là không đủ tầm, không đủ khả năng để mà thắng trong cái vụ kiện của Hồng Loan. Và họ liên tục nói rằng là Tuyết Ngọc phải như thế này, phải như thế kia. Nhưng mà đến bây giờ chính những cái con người đó lại đang quay lưng với Hồng Loan, dùng những cái lời lẽ phải nói là vô cùng nặng nề để mà công kích phía Hồng Loan. Và luật sư Tiết Ngọc thì vẫn như vậy thôi, vẫn im lặng và dùng những cái hành động của mình để mà chứng minh là cô ấy đã cố hết sức trong cái câu chuyện của Hồng Loan. Và đến thời điểm hiện tại thì rõ ràng luật sư Tiết Ngọc đã đi đúng hướng rồi quý vị và các bạn. Cái vụ kiện tụng của Hồng Loan đang gặp rất nhiều những cái thuận lợi. Và chúng ta hy vọng sắp tới đây khi mà phiên tòa tuyên đó thì Hồng Loan sẽ có một kết quả tốt, thắng kiện trước mẹ con của Gia. Đây là một cái tin mà bà Giai muốn chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn trong cái video clip này. Và nếu có tin mới thì bà Giai tiếp tục chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn luôn nhiều niềm vui, luôn luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
Và quý vị và các bạn lần đầu tiên đến với kênh Ba Giai cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để lại bình luận, chia sẻ video để lan tỏa nha quý vị. Xin chào quý vị và các bạn.